đây không? Dạ. Dũng ngồi cái người yêu chị không? Đau. Mình ghen các bạn. Ghen hả? Ừ. Anh đang ghen hả? Ngồi qua ngồi em. Ngồi em đổ chỗ. Chị còn lại không? Khi nào mà không đi xe được mà ở lại một chỗ tầm mấy ngày á, mà sinh hoạt ở chỗ thôi quậy cho thấy. Đi xe mệt quá. Sáng nó chỉ với nó cũng quậy lắm. Sau Dũng lên xe bắt tắt luôn. Như vậy rồi sao mình về Mỹ mình sống? Thì mình đi về, mình đi máy bay mình xong rồi tới nơi là mình quậy rồi anh. Là đi du thuyền. Đi bằng đường thủy à? Đó hiểu mà. Kiểu mà người ta không có kiểu bông đồ được. Anh nghiêm túc trưởng thành không phải, không phải không nghiêm túc, anh không biết nói lại. Anh không cái ngôn từ á, không biết nói lại. Anh không nói kịp sao anh nói kêu không biết. Coi thử coi, đưa cái tay ra coi thôi. Anh đưa cái tay ra coi. Là anh chém gió liền. Chém gió hả? Chém gió đi, chém gió. Nói liền phiền thôi. Ờ nó xàm, nó là nói nhiều hơn là giống em là quỷ. Tay gái á. À, tùy lúc. Em nghĩ là tay nó. Anh ấy kìa. Không à, tay nó không. Hello anh. Anh muốn ngồi đâu? Này anh ngồi với lại bạn trai anh đi. Ok, chào mấy cưng. Giờ đây, có lẽ các chàng trai sẽ cảm thấy hồi hộp và lo lắng khi mà bốn cô gái sẽ viết ra giấy tên người con trai mà mình ấn tượng nhất để hẹn hò. Và kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin công bố danh sách thí sinh chính là... Anh đọc này em xỉu lên. Anh! Đúng thiệt, cũng chọn hơn. Xin gợi ý chữ D. D là gì? Diệu nè. Cái đây mới khởi đầu mọi người, xin gì chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả thứ hai. Gì vậy? Cái này thì chỉ có một cái chữ thôi, không có chữ thứ hai. Ấy có ghi không? Có ghi không? Có chị có. À em không ghi nha mọi người. Vậy là biết. Cái phiếu thứ hai cũng là Austin các bạn ạ. À bây giờ còn hai lá phiếu cuối cùng. Tao run quá. Nhân, xin chúc mừng em. Và Lily. Lily. Ừ. Nhân vui lắm nè. Nhân vui lắm nè. Đỡ lắm lắm luôn á. Vui, Nhân vui. Đi, mình vui vẻ nha. Nhìn bầu nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tấm phiếu cuối cùng là tên tôi, thật là may mắn trong suốt cuộc đời rồi. 30 năm của tôi cuối cùng cũng một lần cái tên tôi. Và xin cảm ơn mọi người là anh Thành và Lily. Thật không may mắn cho Hoàng Minh khi người mà anh chàng mong đợi nhất lại không chọn mình, để rồi cuối cùng phải ngồi lủi thủi trong cô đơn. Anh 97 đúng không? Ừ. Đây sát nhau. Được. Rung quá. Hả? Tại sao rung? Đây có phải là... xe của ông Thành. Em có thấy giữa anh và bạn kia có cái gì mà khác biệt không? Em thấy ai cũng khác nhau mà. Về cái lứa tuổi thì chắc anh nhỏ hơn, nhỏ nhất ở đó. Nhỏ nhất rồi hả? Nhỏ nhất. Lỡ đi ha, ví dụ đi. Giờ đã quen nhau rồi, giờ năm sau mình cũng đang đòi cưới, ok không? Còn học thì sao cưới ta? Cưới xong học tiếp. Ủa vẫn học được mà. Ủa, đọc ai cấm người em? À, được, em bình thường em trễ. Nếu em không chơi thì để con xe mình chạy. Lên đi à. Nãy em đầu rồi luôn á, em nói chị ơi chị muốn đi xe máy quá, em muốn đi xe máy với chị ơi. Nói bây giờ luôn á. Ờ, nói với cái chị kia kìa. Đẹp đôi quá ha. Hai bà nhỏ vậy thôi. Nói thật, em thấy anh có trẻ con hơn với ba người kia không? Mới tiếp xúc em không có biết được. Này mới tiếp xúc mà nói ra thì kỳ lắm. Khi mà đi em đi dễ chọn ra nó nhân vui lắm luôn á. Vậy hả? Dạ, dạ. Em không để lắm. Mình thấy gì á? Ý với Thành á. Anh Thành cũng hơi hợp sao? Đúng rồi. Hơi hợp á, đúng không? Dạ, đúng rồi hợp. Mét tới nha. Ý nhớ tên anh Thành rồi lắm nha. Em không có nhớ tên anh Thành. Đấy, em ý hồi xưa cũng khen Thành. Đúng rồi. Khen anh Thành dễ thương. Đó rồi. Đôi khi có cái nào ta? Hàng đó nãy đi chung đó, hàng đó nãy đi chung á. Em có biết người ta hay đồ mà lên Đà Lạt như vậy không? Nay mình đi tìm, mình đâu có chia tay giờ sợ. Ủa chứ không biết người trước anh quen không có đi Đà Lạt hả? Tại chia tay trước thì đi rồi. Ủa quen tầm bao lâu? Người lâu nhất thì 5 năm. Trời ơi, gì ghê hả? Nó cũng gần cưới đến nơi rồi, xong bắt đầu lục đục có chuyện, cái là thôi. 5 năm trời lâu lắm luôn á, hiểu quá. Và ít khi nào anh đá thì đá, tự đá.
sống vì tình cảm là chính. Con nói nhìn anh là em biết chị. Bây giờ mình thấy gu vậy là kiểu mấy người vậy giàu tình cảm. Mấy người biết quan tâm rất là tốt bụng này kia. Phải tốt bụng chứ là không mập. Cái gu anh là như bốn người. Thật ra mà nói cái gu của anh đó thì như hồi đầu cũng nói là thích những người lục. Em với mấy ông trắng đó. Chị áo trắng á, nhưng mà vẽ với anh là rất là hợp luôn, thiệt luôn á. Anh thấy kiểu hai người hài hước y chang nhau, nói gì quá trời nói. Nếu mà nói ra thì cái gu lâu nó cũng hơi biến đổi tí. Còn biển thì sao, người ta thương mình là được rồi. Anh giờ nó yêu cầu cũng không biết yêu cầu sao. Mình đâu có thể nào mình yêu cầu người yêu mình thế này thế kia đúng không? Em thì cũng kiểu gặp thích thì thích thôi chứ không quan tâm lắm. Thích thì thích, không thích thì thích. Sao không rồi? Có rồi ba. Sao đi về sớm vậy? Đi hết chỗ rồi, đi xuống kia cái bị đuổi. Hả? Cầm này về sớm chơi với tôi nè. Dạ. Tôi trở lại với cậu đây. Cầm này về sớm chơi. Chào người em Trang. Chào anh. Cậu ấy thành công chứ? Khá tốt đẹp. Còn anh? Cũng vậy, giống em. Cái con đường xa làm anh trước đầu được muốn đưa em đi trốn đến từ cùng trái đất. Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời thì theo anh đi trốn em ơi. Yeah. Em cảm thấy thế nào về cái chuyến đi nãy giờ? Vui. Đúng rồi, vui, ngồi sao vui lắm. Ngồi sao lúc nào cũng vui hết quý vị. Rồi bẻ gần cốt tí gì cho nó đỡ mỏi. Với những cảnh trí lung linh và đáng yêu, các thành viên đã không thể giấu nổi sự thích thú và vui sướng cho ngôi nhà chung lần này. Và sau khi tìm được những căn phòng lý tưởng dành riêng cho mình, các thành viên tiếp tục lên xe để lấp đầy bao tử đói sau một chặng đường dài. Hello em. Hello anh. Sao sớm vậy? Nè, thấy người đến sớm tặng cho con cái nè. Trời ơi, nhà bồ công anh à? Ừ. Thổi ra bay luôn. Thổi ra bay. Coi tắt vui lắm. Ai bị lại thổi đi, à nhí ngộ. Bồ công anh đó em. Đó rồi, cái anh Thành mới tặng cho em á. Ai bộ anh Thành đứng ngang nha. Ok, hôm nay có đầy đủ bạn và con quan viên hay họ như thế này. Chúng ta nên chơi một trò gì ấy vậy? Hồi sáng giờ tụi mình đã nói chuyện tình của mình rồi mà anh Thành là chưa có nói. Họ tỉnh dậy anh ơi. Ồ, nè. Sao mà anh Thành nói được? Tại vì anh Thành bây giờ đang hạnh phúc mà. Thôi. Nói đây cái gì nhà? Ăn tay. Thôi nói chuyện cũ đi anh. Về nhà đâu tối rồi bàn tay thì sao? Mà ai anh thì không biết. Còn chuyện tụi em á, nếu mà anh muốn nghe á, trời phát sóng coi lại ok. Vậy luôn. Đúng. Chứ hơi đâu rồi, cái lại. Ơi. Nhưng mà đây mấy bạn ơi, nếu mà nói như vậy thì tụi mình cũng quá rồi. Có gì? Mình cũng kể cho bạn này nghe rồi, các bạn có thể để phát sóng cho coi lại. Không, bạn chị nghe chưa? Chưa. Trời. Anh bị sao vậy? Chưa ai nghe chuyện của anh hết. Lão đại kể lại đi cho mấy thằng trẻ em nó kinh thường bây giờ. Rồi dạy muốn nghe cho tôi. Thôi anh. Tự nhiên mọi người nhìn thì cũng biết anh thằng cục xúc rồi. Xưa thì còn sến số được xíu, sau này thì hết. Ngày xưa có anh Lập á. Cũng quen người. Mà kiểu cái gu mình nó hơi là lạ mọi người á. Mình thì tính mẹ con. Thích mấy đứa lùn lùn. Quen thì cũng có quen, cũng có vài người đến, cũng có người đi và có người ở lại. Có lúc cô giờ cũng có lần nhỏ dài. Người ta đáng kể, người ta mới lòng bài hát vô nó mới thú vị. Tại người ta đòi thú vị mà. Sao vậy? Hãy để những người lớn người ta kể chuyện mình. Tuổi trẻ mình nghe hiểu không? Có thứ mà không có gửi, có thứ rồi. Thôi. Giờ mình kết hợp đi. Anh kể chuyện qua tiếng đàn được không? Được, kể đây. Ôi, tốt sắc. Kể không, nó bị trùng luôn. Rồi ai biết hát thì cứ hát nha. Ok anh luôn. Anh làm được không? Anh làm được nha. Mọi người đang đặt cái niềm tin lớn vào anh dạ. Cái này là cái tâm trạng của anh sau khi mà chia tay người yêu. Anh thuộc bài gì thế này? Bài đó. Vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về. Tình yêu sẽ tự tìm đến với con trong đêm tối cô đơn. Còn mọi người nữa. Ai? Anh với ai? Anh kể rồi mà. Kể nào? Nãy giờ kể lớn lớn qua rồi. Nó là dấp dáng của câu chuyện rồi. Hiểu không? Kể rồi mà. Anh. Đây nè. Bên đây. À, mới ngủ sáng giờ. À đúng rồi. Kể cái gì nhờ?
chuyện tình yêu về mối tình mà em gái nhất là làm nó buồn nhất. Buồn nhất thì chia tay ai cũng buồn, mà mối tình nhớ nhất thì là mối tình gần đây nhớ nhất, kiểu nói sao đó thì người đó là cái người mình cảm thấy hợp với mình nhất, kiểu cũng sâu đậm, nhưng mà vì một vài lý do nên không đi tiếp được. Cái tâm lý này nó buồn rồi mình cái bài trong con bé nó kể chuyện vui. Ôi con bé sai buồn thiệt. Buồn thiệt, em thấy bé cái giọng bé kể hay lắm á, nếu mà kể sâu nữa nghe cảm á. Kể sâu nữa đi chị, kể rất là trong không có sâu nữa đâu, tới đó là hết rồi đó. Con bé nó chỉ mới nói chia tay thôi à, mà buồn rồi. Cô bé Lily này á có cái điểm gì đó rất là có một cái nỗi buồn giống như mình, kiểu như là cái gương mặt lúc nào cũng thổ lộ cái sự mà che giấu nỗi buồn á. Trong một ngày hôm nay thì cô bé đó cũng không có nói gì nhiều, cũng không có tiếp xúc gì nhiều và cũng không có nói nhiều cho mọi người hiểu hơn, nên mình muốn tìm hiểu thử xem cô bé này có chung với mình có những cái hay gì. Em là trải qua 4 mối tình. 4 mối tình rồi. 2000 là em. Bé này bao nhiêu? Giỏi dữ luôn. Giỏi thì trời. À, 2000 mà 4 mối tình là tuổi trẻ trải nhiều sự đời. Không, tháng ai cũng nói nhiều mối tình mà. Em nhiều tình á. Nhưng mà em mới tình sâu đậm. Em cũng nhiều. Là ai cũng nhiều á. Thì đến nay mình thua mấy đứa nhỏ giờ. Đâu có đâu, em tình đầu á là tình đầu, còn mấy người sau là đều là tình thứ hai. Cái cách tính hay.